Chào tất cả các anh chị em và các cháu. Rất vui được gặp lại tất cả các anh chị em và các cháu. Bố Úc cũng chúc cho tất cả các anh chị em và các cháu luôn luôn có được một sức khỏe tốt và cuộc sống tốt. Bố Úc cũng cảm ơn tất cả anh chị em và các cháu vừa qua đã có lòng ủng hộ kênh Miền Tây Quê Tôi của bố Úc. Và hôm nay bố Úc kể cho các cháu nghe một câu chuyện gọi là Ma Cho Số Đề. Nếu anh chị em và các cháu xem video cảm thấy vui, thích thì nhớ bấm đăng ký, like và có lời phê bình để cho bố Úc biết những ưu khuyết điểm mà bố Úc sửa chữa những video khác tốt hơn. Thì ngày xưa khi bố Úc còn nhỏ đó, bố Úc cũng thỉnh thoảng cũng hay đến ông Bác Tư nghe ông kể chuyện ma. Và những câu chuyện ma mà Bác Tư đã kể cho bố Úc nghe lúc đó rất nhiều, nhưng mà có một câu chuyện mà bác Úc luôn luôn ghi nhớ và là một cái kỷ niệm, là một ký ức khó quên đối với Úc. Đó là cái câu chuyện gọi là Ma Cho Số Đề. Câu chuyện này cách ra đây hơn 70 năm. Lúc đó bố Úc được bác Tư kể cho nghe, và bây giờ hôm nay bố Úc kể lại cho các cháu nghe. Thì trên đường liên tỉnh mà hướng về Cần Thơ đó, thì cách nhà bác, cách cái chợ chú bác ở đó chừng khoảng 2 km, có một cây cua quẹo hướng về phải. Tuy rằng nói tiếng cây cua nhưng mà nó là một cái cua cũng bình thường thôi, nó không đến nỗi gắt lắm. Nhưng đó là một cái nơi mà đã gây một cái nhiều tai nạn chết người xảy ra, và cũng có nhiều hiện tượng ma quái xảy ra, mang một ấn tượng khinh sợ cho nhiều người lúc đó, trong thời gian đó. Nhưng cái thời buổi đó thì xe cộ rất ít. Cái xe cộ lúc đó, cái phương tiện lúc đó đó, đa số là người dân thường là chỉ dùng được xe máy đạp, là những hàng có tiền đó, là dùng xe máy đạp. Còn những hàng sang trọng thì phải dùng những xe Lambretta, Vespa, hoặc là chiếc Mobilet, hay là chiếc Select rồi cái nọ, hay là những người sang trọng lắm thì họ xài chiếc xe kêu là hồi đó cái từ hồi đó cậu quê lắm, cái xe mua rùa đó. Xe mua rùa tức là xe du lịch 4 chỗ như bây giờ đó, bởi nó cái mua của nó mua giống con rùa, thành ra cái dân quê họ là gọi là xe mua rùa vậy thôi. Thì những phương tiện lúc đó coi như đơn sơ, ít xe lắm, chứ không phải như bây giờ. Và phương tiện giao thông mà để đưa hành khách đó, thì bằng chiếc xe đò, lâu lâu mới có một chuyến, khoảng 2 tiếng đồng hồ mới có được một chuyến xe khách đó. Thì thường chạy nhiều là cái chuyến xe hàng để đi đưa vận chuyển hàng hóa vậy thôi. Nhưng mà với lượng xe mà ít ơi như vậy đó, nhưng mà tại sao cái đoạn đường này lại gây tai nạn nhiều, thì đó cũng là chắc nghe đến đây chắc ai cũng phải đặt một câu hỏi. Thì cái hiện tượng này xảy ra bắt đầu vào một cái ngày hôm đó. Có một cô gái đi chợ ở một cái làng nọ, đi chợ bằng xe máy đạp. Thì khi đi đến đoạn đường này, đi đến đoạn cái cua quẹo này, thì bất ngờ gặp một cái xe hàng ngược đường. Thì chiếc xe hàng này không lái theo cái cua quẹo mà chạy đâm thẳng vào cái cô gái đó luôn, và cán cô gái đó luôn, cả xe và người cán luôn qua. Rồi cái xe hàng đó chạy lướt tuốt xuống ruộng, lật ngang luôn, thật ngang luôn. Rất may là cái anh tài xế đó không chết. Và khi mà tai nạn xảy ra thì những người, nhất là những người chạy xe lôi đạp hay là kêu cứu với những nhà xung quanh đến tiếp cứu, đem cái anh tài xế đó lên. Và còn cái thi thể của cái cô chạy xe máy đạp này đó thì coi như là bị tanh banh hết, cả cái xe thì bị xe cán dẹp luôn,
thì cái thi thể cô bị xe cắn ngang luôn. Cái thi thể có thể nói là rất khó nhìn, hoặc là nói cách khác là không dám nhìn, cái ghê tởm lắm. Nó cách khác vậy. Thành ra người ta lấy cái chiếu cũ cho một chiếc cũ rồi đắp cái xác của cô đó lại. Và mới hỏi ông tài xế đó, tại sao cái đường cong vậy, ông không lái mà ông chạy thẳng luôn cho đụng cái cô gái rồi ông rất là tốt và lại bên đây. Thì cái anh tài xế lại mới trả lời là sao mà tôi chạy tới đây tự nhiên tôi tối tăm mặt mày, tôi không còn thấy gì nữa. Thành ra tôi tính đạp thắng để cho xe ngừng lại, nhưng mà không ngờ cái xe không ngừng được, chạy cái xe chạy thẳng và đến cán người, làm tôi phải gây tai nạn, cuối cùng hàng hóa đổ hết. Thì tai nạn nó xảy ra một hồi thì mọi người cũng tụ họp rất đông, thì cha mẹ của cái cô đó cũng hay được và đến rồi cảnh sát rồi ở chợ cũng đến để ăn kết. Thì được biết cô đó tên là Quỳnh, và sau đó anh tài xế đưa về phòng cảnh sát, và sau đó được đi tù, và được cô đó cũng được chủ xe bồi thường. Thì câu chuyện xảy ra lúc đó coi như là bất ngờ, quá bất ngờ. Người ta tính rằng đó chỉ là một cái tai nạn bình thường như những tai nạn khác thôi. Và cái não xảy ra sau đó thì cũng thấy không có thấy một cái hiện tượng gì. Không ngờ 3 tháng sau khi tai nạn đã xảy ra 3 tháng sau thì bắt đầu có những hiện tượng khiếp người, ghê người luôn. Tại cái cô đó là có một hôm nọ, một buổi trưa hôm nọ, cái chiếc xe khách chạy ngang đó và chạy theo cái đường cua, không chạy mà cũng cứ chạy thẳng rồi rớt luôn dưới ruộng, lật văng luôn dưới ruộng, đưa 4 bánh lên trời. Mà như các cháu biết đó, cái mặt lộ cái ruộng đó, cái giữa mặt lộ dưới ruộng đó thì nó cách chênh lệch nhau khoảng cỡ 1.5 thước hoặc 2 thước. Cái độ cao của nó đó, mặt giữa mặt lộ và mặt ruộng nó cách nhau khoảng 1.5 thước hoặc 2 thước. Thì khi chiếc xe mà lật bánh xuống đó thì nó lăn luôn, đưa 4 bánh lên trời. Mà trên xe đó rất đông khách, thành ra tất cả mọi người trên xe đều bị thương, không có ai bị nặng thì bị nhẹ, và người ta kéo ra được hết trơn, nhưng mà trong đó có được 2 người bị chết tại chỗ. Và những người bị thương đó thì sau đó được xe kéo rồi đưa đến nhà thương, chuyển bệnh đến nhà thương. Rồi có anh tài xế đó, anh cũng bị thương thôi nhưng mà bị nhẹ thôi. Chị cũng hỏi anh tại sao mà cái đường cong theo cái cua anh không chạy mà anh lại chạy thẳng mà cho mà rớt lại đến đường bên đây, rớt lại đường lại bên trái. Thì cái anh tài xế đang trả lời, tôi chạy xe đến đó thì tôi thấy có một cô gái dẫn xe máy ngang đường. Tôi có bóp kèn để cho cô gái đó không dẫn qua nữa, ngừng lại không dẫn qua nữa, mà cô gái đó tiếp tục dẫn qua. Và tôi cố tình tôi tránh cô đó, thành ra lọt xe dưới lại đường và cuối cùng bị lật xe. Đó là một tai nạn thứ hai chết người xảy ra tại khu đó. Thì sau cái tai nạn đó không bao lâu lại có một cái tai nạn khác nữa xảy ra tại đó. Là cái đêm hôm đó, cái này xảy ra bằng đêm, cái đêm hôm đó có một cái anh tài xế của cái chiếc xe hàng, hồi đó kêu xe hàng tức là xe tải, bây giờ đó kêu xe hàng chạy xe đêm giao hàng, chạy ngang đó thì thấy có một cái cô gái đứng đi trên đường. Thì cái anh xe này bằng đêm, cái xe hàng chạy thì đèn pháp cũng sáng lắm, thấy một cô gái đứng đi bộ trên đường thì cũng tính cũ đi bộ trên đường, mình chạy xe dưới đường đi đâu có ảnh hưởng gì. Thì khi mà cái xe chạy gần tới thì cô tự nhiên băng qua đường. Anh tài xế này anh hoảng kinh, anh đạp thắng một cái rét trên đường, đạp thắng một cái thật mạnh trên đường, kéo trên bụng kia cái âm thanh rét trên đường,
và cũng không thắng kịp. Cuối cùng đụng cô đó nghe bình một tiếng, cô đó bay ra lên khỏi mặt đất và rớt bên cái lề đường bên kia. Ông tài xế theo cái đèn sáng của anh thấy rõ ràng một cái người bị đụng và bay rớt bên lề đường bên kia, rớt cái bít luôn. Nhưng mà anh tài xế đâu thể thắng liền được, nhưng cái trớn quá mạnh làm cho cái xe chạy khoảng cỡ 5 thước nữa cái xe mới dừng lại được. Anh tài xế hoảng quá mới đụng chết người, chắc đôi người này chắc phải chết thôi, hoảng quá ngừng xe lại và trả số đàng hoàng, được phóng mở cửa xe phóng xuống để chạy lại coi cái người này chết hay sống. Thì mới vừa bước xuống cửa thì thấy một cô gái đứng bên trên lề đường bên kia, vừa khóc vừa chửi cho mày dám đụng tao, tao sẽ hại mày, cho mày dám đụng tao, vừa đứng vừa chùi nước mắt mà khóc mà chửi tài xế, vừa cho mày dám đụng tao, tao sẽ hại mày. Tài xế thấy vừa quán quá, biết rằng ma rồi, quán quá phóng lên xe, bắt đầu vô số giọt liệt, bởi xe đang còn phát máy, chưa tắt máy kịp, đụng văng luôn vào lại, thế mà con cô vẫn còn sống. Đó là cái hình thức cũng ma quái, đó rõ ràng là ma quái chữ. Thì rồi lại cũng không bao lâu chừng khoảng nửa tháng sau lại có một cái xe hàng chạy bằng đêm. Thì anh này cũng cảnh giác lắm, bởi vì những tài xế mà với tài xế với nhau có những chuyện gì xảy ra là họ truyền tin với nhau rất nhanh. Anh tài xế này nói với anh tài xế kia, rồi tài xế kia nói lại với nhau là truyền tin họ rất nhanh, là họ biết khúc đó là có cái đoạn cua đó, mặc dù nói như vậy nhưng mà có ma và cũng rất nguy hiểm. Thành ra cái anh tài xế này chạy đến đó cũng rất cẩn thận, nhưng người ta chạy thật lẹ, cũng sợ ma mà chạy cho thật lẹ, mà bởi một đêm có một mình một xe rồi ta chạy cho thật lẹ. Thì anh ta chạy tới đó thì thấy có một cái rọi đèn, và thấy có một cái người con gái đứng cản đường, bỏ tóc xõa đứng cản đường xe, cản đầu xe. Anh này cố tình thổi bóp kèn cho cô đó tránh vô, nhưng cô ta điện đứng đó không tránh. Nhưng chàng này cũng rất bạo gan, nó mày không tránh tao đúng mày cơ, tao mày làm gì tao, tăng tốc độ đúng vào cô gái đó luôn. Nhưng mà đúng đâu có được, đúng vào cô ta đâu có được. Khi mà vừa đợi gần tới ta thì cô ta biến mất, và cô ta chẳng như biến mất thôi mà cô ta lại xuất hiện bên cái đeo bên cái hông xe, chỗ phòng lái đeo bên hông xe, và đút cái mặt ló vô. Mày dám đụng tao hả? Thì chàng tài xế này ngó ngang thì thấy cái mặt đầy máu me và đầu tóc xỏ rối bù, đưa cái miệng như là máu đó nhìn ông ta và nói cái câu là: mày dám đụng tao hả, tao ăn thịt mày đây. Chàng tài xế là lính quýnh tay chân run rẩy hết trơn, không còn lái được nữa và chạy thẳng vô lột cái ruộng luôn, lật cái xe dưới ruộng luôn, hàng quá đổ hết. Rất may ông tài xế này không chết. Thì cái đoạn đường này chưa có đầy 3 tháng, khi cô đã chết 3 tháng sau, thì sau 3 tháng sau đó thì chưa có đầy 3 tháng mà đã xảy ra những cái chuyện tai nạn khiếp người như thế. Thì cái ông trưởng thôn ở gần đó, ông này là cũng có người cũng có biết chút đỉnh về tâm linh. Thì ông nghi rằng cái cô Quyền này chết đó, cái cô Quyền, cô gái tên Quyền này chết đó, thì chắc cổ là cái người con gái còn trinh mà chết không được siêu thoát, thành ra cái hồn của còn dương vấn ở đây, cô đi phá quấy vậy thôi, với những cái hồn cộng thêm những cái hồn mới chết đây, thì có thể là nếu mới hợp lại thành ma quái có thể phá rối khu này, còn có thể xảy ra nhiều chuyện nữa. Thế ông này mới có ý là đi xin tiền của những người ở trong thôn để cất thành một cái miễu để thờ cúng cho cô, cho những quả hồng đó có nơi ăn chỗ ở, rồi được người ta thờ cúng cho ăn uống, thì cầu xin cho đừng phá phá cái đoạn đường này nữa, đừng cho gây tai nạn nữa. Thì ông ta bắt đầu đi xin tiền vòng vòng, gặp ai xin nấy, nhiều ít gì cũng được, nó tùy hỷ. Rồi sau đó người ta được một cái số tiền nhiều, rồi xin với ông chủ đất cũng tại cặp lộ đó, xin cấp một cái miễu nhỏ sát lộ, trên nằm trên ruộng nhưng mà sát lộ, để gọi là thờ cúng những cái vong hồn này. Ông chủ đất cũng đồng ý,
Thì cái cất cái miếu này thì cũng rất, nó nói là cái miếu nhưng mà tính ra thì nó kể là cũng lớn đó. Cái miếu thì bề ngang khoảng dung dứt khoảng 2 thước đó, 2 thước ngang, 2 thước, 2 thước vuông, thì được cất bằng cây gỗ lâu năm, những gỗ tốt như cầm xe này kia, nó có cái gỗ này giá trị lâu năm, xài lâu năm được. Và trên được lợp ngói và được sơn phết rất đẹp. Và khi cất xong thì cái ông trưởng thôn này đó, ông cũng đến ông gian giấy kêu như vong hồn gần xa này kia nọ, chết quan chết ức này kia nọ, không chỗ nương tựa. Hôm nay ông cất cái miếu này là để cho những quan hồn có nơi nương tựa, và những người qua lại đây sẽ cúng kiến này kia cho những quan hồn ăn, đừng có phá rối với cái gây tai cho đoạn đường này, gây tai nạn nữa, phù hộ cho được cái đoạn đường này được yên ổn này kia nọ, cũng gian giấy này kia nọ. Thì sau khi mà ông cất cái miếu vậy, sự gian giấy con tử thôn rồi với sự cúng kiến hàng ngày của những người dân qua lại đốt hương đốt này kia nọ, thì cái đường đó ấm cúng, trên ấm cúng không còn có xảy ra tai nạn lớn lao nữa. Nhưng mà cũng thỉnh thoảng cũng có những cái việc ma nhát người. Thì cách cái miếu đó chừng khoảng 50 thước về phía bên kia đường, có một cái con đường đất nối thẳng cái đường liên tỉnh này đến bờ sông Hậu, đến thẳng ra sông Hậu luôn. Cái đường đất này kể ra cũng lớn, có thể là 2 chiếc xe lôi đạp qua mặt được. Thì những người sống hai bên cái đường này thì sống về nghề trồng rẫy mà sống, ở trồng các thứ bầu bí rau củ quả cà ớt này kia đó. Thành ra đêm họ bưng những cái đồ họ thu hoạch được, sáng 4-5 giờ thì họ đến cái đầu đường ở chỗ đầu lẩu đá này để họ đi chợ, họ bán mua những thức ăn cần thiết khác về. Thì từ đó nên những đầu lộ theo đường đất này thì thường đêm khoảng 3-4 giờ, 4-5 giờ không chừng, thì những xe lôi đạp đó chạy đậu rất nhiều, đậu xếp hàng để xếp tài đó, ai đến trước thì chạy trước, ai đến sau chạy sau đó. Thì trong những cái đoàn xe lôi này thì có cái một người, anh nói đây là tên Sứ. Tên Sứ này là con một của gia đình đó rất nghèo. Và tên Sứ này cũng là cái lao động chánh trong cái gia đình đó. Cha mẹ của anh ta thì cũng làm ở nhà, làm thêm cái nghề đương đá, đương rổ, đương thúng rồi đó, để làm phụ thêm kinh tế cho gia đình. Sứ này coi như là anh rất đẹp trai, vui vẻ, ăn nói thì cũng rất có duyên và cũng rất hài hước. Thế ra từ đó được sự yêu mến của tất cả những cái người mà trong cái làm chung nghề này, chạy xe lôi đạp với ta. Và từ khi có cái miếu này rồi đó thì anh Sứ này thường thường chạy qua lại cái miếu, mà thấy cái miếu hoặc là không có ai đốt nhang hoặc là đèn tắt này kia nó hay gì đó, thì anh ta được thường ghé lại để đốt vài cây nhang, rồi cũng khấn vái cho được mình mạnh tay khỏe chân, rồi đậu cho mình được chạy xe được nhiều khách, rồi cầu sự bình an cho mọi người này kia, vân vân. Thì anh Sứ này ngày nào cũng chạy qua lại đốt nhang và khấn vái. Chẳng những anh Sứ này thôi mà những người khác cũng vậy, qua lại thấy cái miếu này kể ra cũng linh thiêng, thành ra cũng thường thường đến đốt nhang để cầu sự bình an và cầu sự mua may bán đắt. Thì cái một hôm nọ, cái đêm hôm đó, anh Sứ này đến cũng đến cái con đường đất mà bác Út nãy nói đó, đến đậu đó để nằm chờ tài. Thì trong đó cũng có nhiều xe đến đậu đó rồi, nhưng anh Sứ này anh đến anh được tài nhì. Thì anh tài nhất đủ 4 người, thì anh tài nhất anh chạy rồi, thì đến anh Sứ là tài nhì, thì là đợi đủ 4 người là tới anh Sứ chạy đó. Thì anh Sứ chờ hoài, chờ khoảng 15 phút và 20 phút không có một người nào ra, tức mình than một câu,
nó phải theo tới tàu xuôi này, tôi thăng với mấy anh mà chạy chạy xe, xe lâu cùng chung cũng đậu gần gần đó, phải theo tàu xuôi đến mỗi nãy giờ. Thằng kia nó chạy chút xíu là đủ tài, nó chạy tao tới tài tao, nãy giờ chờ khoảng 20 phút mà chưa thấy người nào đến hết. Nếu như hôm nay chắc tới sáng luôn, chắc không biết, bữa nay chắc không có tiền quá, chút nữa sáng thì đâu còn ai đi nữa. Thì anh Sứ này nói được chừng khoảng cỡ ít phút thôi, thì thấy có một cô gái từ ở trong đất đường đất đi ra. Cô gái này rất đẹp và tướng ta rất sang trọng, ăn mặc cũng rất sang trọng. Đến ra đứng hỏi xe tới ai chạy vậy, thì anh Sứ anh mới lên tiếng, anh nói tới tôi, tới tôi chạy cô ơi, nhưng mà cô phải đứng chờ chút xíu nữa, được bốn người tôi mới chạy, cô đứng chơi chạy chút xíu đi, có khách tới là được bốn người tôi chạy với gì. Thì anh Sứ này mới nói như thế, thì cô kia cô trả lời thì tôi cũng có cần chuyện gấp, thưa anh chạy anh đưa tôi tới chợ đi, rồi bốn người bao nhiêu tiền tôi trả cho anh chứ gì, coi như tôi đi mà tôi trả bốn người cũng được chứ gì. Anh Sứ này thấy như vậy cũng thấy tướng tá cô ta thì cũng rất đẹp đẽ, ăn mặc cũng rất sang trọng, nói chuyện như vậy thì chắc cũng có lý lắm, chắc cũng không đến nổi, thôi chạy chạy. Thì cô ta lên ngồi xe, anh Sứ này cong lưng chạy, đạp rút, nhưng có một người xe cũng nhẹ thôi, đạp rút gần tới chợ, ngó ngoái lại thấy mất tiêu, không còn ai nữa chứ, không ai người nào ngồi trong xe thùng xe mình. Anh Sứ này mới chơi giới, chết rồi, từ bữa nay bị ma nhát nữa rồi, vậy là ma nhát mình nữa rồi. Thì tức quá mới chạy thẳng lên cái bến xe luôn, thì cũng nói chuyện với mấy xe lâu kia, bến xe lâu nó nói chuyện mấy xe lâu mà có sẵn ở bến xe đó. Tàu dưới thì chạy lên chồng công chờ một cái tài từ khuya tới giờ, giờ rước nhầm con ma, nó chạy tới đây nó không trả tiền, nó biến mất tiêu luôn. Thì người ta chạy thẳng lên nó cho tụi bay về chừng coi chừng ma đó. Thì mấy thằng kia cũng thằng tin thằng không, mình xứ tức quá mới trở về, nó bữa nay xui quá, thôi đừng nghỉ chạy hôm nay đi, về ngủ luôn, nghỉ luôn bữa nay không thèm chạy. Rồi sáng hôm sau Sứ mới tiếp tục chạy xe xuống đến cái miệu đó, cũng tiếp tục đốt nhang và giấy, cũng kêu thẳng tên cái cô Quyền này luôn. Cô Quyền ơi, tội nghiệp tôi cũng gia đình nghèo khổ, hôm qua nếu mà phải cô giỡn với tôi đó nha, thì thôi cô đừng giỡn tôi nữa, tội nghiệp. Cô thấy cái cảnh tôi không nghèo khổ lắm, chạy xe lôi phải nuôi thêm cha mẹ già nữa, cái cảnh không vợ không con, ra khổ một cái rồi còn phải chạy xe để nuôi thêm cha mẹ già nữa. Thôi cô có giỡn với tôi, cô đừng giỡn tôi nữa, cô tha cho tôi đi, đồng nghiệp cho tôi để cho tôi làm ăn kiếm cơm chứ. Thì cũng văn giấy sơ sơ vậy mà, nói rồi cũng tiếp tục lại chạy xe. Thì ngày đó coi như cũng rất bình yên, chạy cũng rất được nhiều khách. Chiều hôm đó người ta cũng chiều thì nhậu sớm chút đỉnh sương ngủ sớm, khuya thức dậy chạy xe lâu mà. Đêm đó người ta nằm chiêm bao, thấy cái cô Quyền anh ta hường từng hay gian giái đó, gian giái thấy rõ ràng luôn, là lại xưng tên họ luôn, xưng tôi là Quyền mà anh hằng ngày hơn gian giái, và tôi đậu cho anh cả tay khuê chân được nhiều khách đó. Nhưng hôm qua người ta giỡn với anh thôi, thấy anh vui tánh giỡn với anh thôi, nhưng nào ngờ anh phải mất quyền lợi của anh, thế giờ tôi cũng tội nghiệp. Hôm nay anh cho tôi cho anh con số nè, số đề, anh đánh anh trúng anh kiếm gỡ lại thì cho con số. Sáng Sứ thứ dậy và nhớ cái đêm chim bao như vậy. Anh Sứ này đi đánh chiều trúng mà chỉ đánh thì được có 5 đồng thôi, bởi vì Sứ lúc đó anh Sứ nói là cũng không có tin, nó kêu lâu ma quỷ, nó kêu như vậy đôi khi nó kêu cũng không thiệt tình, biết trận chúng. Với hơn nữa mình cũng chưa có biết chơi cái vấn đề cờ bạc này, thành ra kêu con số đến thử chơi chúng được 5 đồng. Mà các cháu biết đó, báo nó thêm cái số đề gọi là số đề 36 con, ngày xưa gọi đề 36 con chứ không phải như đề bây giờ là số 100 con quấn theo số số kiên thiết. Hồi xưa đề có 36 con thôi, nêu ra 36 con vật,
ví dụ con gà, con vịt, con ngỗng, con heo, con cọp, con rắn, con rít, con gì đó, mỗi con có mang một số riêng. Ví dụ như con lươn là 29, con rắn là 30, con tôm là con 31, rồi con gì gì tới 36 con thôi, hết rồi. Giờ quýnh một đồng, chúng có 20 đồng à. Quýnh đồng bạc chúng được có 20 đồng. Mà cái lô đề 36 con này là cách sổ của nó như thế này. Là cái ông chủ đề, ông chủ thầu đó, ông chủ thầu đúng 12 giờ trưa là ông leo lên trên cái giá, đem cái hộp xuống, đem cái tháo cái hộp ông đem xuống, thì trong cái hộp đó ông sẽ khui ra trong cái hộp đó là cái con gì, thì coi như là sổ con ấy. Rồi sau khi sổ số xong, biết chúng thua ăn thua rồi, thì ông lại tiếp tục đi vô phòng kính của ông bắt một con vịt khác, ví dụ con tôm chẳng hạn, ông bỏ vô hộp đó, ông đậy kính và bắt đầu ông treo lên cái chỗ cái gác, mà cái sợi dây mà ông buộc cái treo lòng thòng trên gác đó, là ông treo cái hộp đó lên đó, ông để đó. Và cái hộp đó đúng 12 giờ trưa ngày mai thì ông leo lên, ông mở xuống coi là coi sổ số cái hộp đó con gì, nó đánh trúng thì sổ, thì ông chưa tiền tại chỗ. Thì sau khi ông treo cái hộp đó xong rồi đó, rồi bắt đầu ông mới ra cái thai, ông mới vẽ hình ông ra cái thai. Thì ông treo con tôm chứ hả, ông vẽ hình ông ra cái thai, ông vẽ một con gì đàng hoàng trong cái miếng giấy ông đó. Thì mình lật nghiêng bên đây thì mình thấy con tôm, lật nghiêng bên đây thì mình thấy con cua, lật nghiêng bên kia thì mình thấy con bít chẳng hạn, cái con gì không biết con gì mà nó có càng có ngoe rằng rưỡi, nhưng không biết con gì là con gì, tức là cái thai ông ra đó, tôi ra cái thai gì đó, tôi treo hợp lên đó là cái con đó, nên tôi ra cái thai gì đó, ai bàn cho quýnh cho quýnh đó. Rồi những cái người bán số đó thì trong xã, trong ấp mình kia đi theo nông thôn này kia bán, rồi phải những người đó phải trở lại nạp cái phơi trước 11 giờ ngày mai, trước 11 giờ ngày mai để ông cộng phơi. Và những người đó cũng tụ họp tại đó để coi đúng 12 giờ ông đem cái hộp đó xuống coi là cái con gì mới biết ăn thua. Thì cái ông thồng này đó, ông chơi sập đến nỗi đó là những cái người nào muốn ăn thua tại chỗ, những người chơi ăn thua muốn tại chỗ mà ăn thua lớn thì ông ăn thua tại chỗ luôn. Mình thua tại chỗ mà trước cái giờ sổ số chừng khoảng cỡ 15-20 phút, nửa tiếng cũng được. Ăn thua tại chỗ luôn. Thí dụ bây giờ có một tay xịt thẩu nào đó lại, tôi nghi là anh treo cái hộp đó là cái con lươn chẳng hạn. Giờ tôi quýnh con lươn đó là một cây vàng nè, để móc cây vàng để được cục bích cho đây. Thì ông thử coi cây vàng là phải được cây vàng thiệt đàng hoàng rồi. Ông nói, ông quýnh con lươn này là số 29 phải không? Một cây vàng nè, lấy cây vàng để đây. Ông sẽ mở tôi sắt của ông lấy 20 cây vàng, ông để kế bên cái cục đó. Nếu mà tôi khui số mà nếu mà đúng số 29 thì coi như đây anh hút cái này về phần của anh. Mà nếu chạy thì tôi đồ vô tủ rồi xong. Thí dụ có một sự thẩu nào chơi cũng chơi quýnh lớn ăn thua tại chỗ như ông đó. Rồi tôi quýnh con số anh là con này con rắn nè, là 30 chẳng hạn. Thì ông ghi ở số 30 con rắn nè, 1.000 đồng nè. Để ông lấy 20 ngàn, ông mời tôi lấy 20 ngàn để kế mình đó. Ông chơi ăn thua lớn cỡ đó, mà tiền đó đúng nói bằng ngàn, cái nó đối là lớn lắm chứ không phải nhỏ đâu. Quýnh còn tiền đồng xài cái đồng cho chắc nữa, quýnh bằng ngàn là dữ lắm đó. Mà những ta chủ thầu này lớn này đó, là những ta thầu có thể nói là tiền bạc họ vô biên, tiền bạc họ lớn lắm, người ta không mới dám lập chủ thầu, không mới dám ăn thua tại chỗ luôn. Còn chừng khoảng cỡ 5 phút nữa thì ông khóa sổ quýnh cả cho ben là ông khóa sổ không ăn thua nữa, không thua nữa, coi như là bắt đầu. Ông bắt thang lên, ông chèo lên, ông gỡ, ông mở cái hộp đem xuống để coi là số. Thì đem xuống, ví dụ ông đem xuống con tôm mà mấy ông này quýnh con rắn, con ruồi, đây là quýnh chặt lất hết, thì ông đùa vô tủ ông hết. Thì mấy ông thì ông đi về, vậy thôi. Rồi những cái người nào trúng thì ông trúng tại chỗ. Rồi ông bắt đầu ông treo cái hộp khác lên, ông mới vô phòng ông lấy con khác, ông bỏ vô hộp, ông tiếp tục ông lên treo đó. Đó là cách sổ số ban đề ban sáu ngày xưa là như vậy đó. Từng đó bác cũng dạy nó nói mấy sơ sơ cho các cháu nghe cái vấn đề sổ số thời cái đời ban sáu ngày xưa vậy, chứ không phải như bây giờ sổ số kiến thiết mà 100 con đợi tới nào số sổ mình mới ăn thua theo cái đại, không có. Mỗi một cái thầu gì nó có một cái con số riêng của nó, ở ăn thí dụ ở tỉnh này khác, ở huyện sổ khác, mà đôi khi một tỉnh có hai thầu không chừng, hai thầu sổ khác nhau, bởi ăn thua chủ thầu ông
ông ra con cái con nào ông treo lên con nào là xấu là con đó, ông thua con đó thôi, không ai liên hệ hết trơn, ai muốn quýnh chỗ nào quýnh. Mà hồi đó chơi ăn thua không, không có lính nào bắt hết trơn, những chuyện ăn chơi hồi đó là như ở Sài Gòn mở như đại thế giới rồi đó, cờ bạc lũy điếm này cái đủ thứ, tất cả món ăn chơi đều có trong đó, có cả nhất giả đi dương luôn, nhất giả đi chơi ăn chơi là tha hồ cờ bạc. Chỉ có đừng đi trộm cắp hay là cướp giật rồi thì bị cảnh sát nó bắt ở tù vậy thôi, chứ không có gì, có tiền tự do cho. Hồi xưa nó cái thời trước của thời pháp thuộc khỏi chơi cái đó đó, chứ không phải họ không ngăn cấm gì cho chơi tự do. Thì anh trở lại nói chuyện của anh Sướng này, thì anh Trúng có 5 đồng bạc, anh tức quá đi gặp ai anh cũng nói hôm qua tao được cái con quyền nó kêu cho tao quýnh số, mà trời tao tức một cái là tại tao không tin nó, tao quýnh chúng được có 5 đồng bạc, tao tức quá trời tức. Kia phải mà tao biết thì tao cũng dính nhiều nhiều, kia nói rồi than trách rồi từ ngày nào xứ này cũng ghé cái miễu đó gian giấy, mấy cô ráng đậu cho tôi làm ăn khá giả quýnh số này, kia là tôi mua quà mua bánh rồi kia cúng kiến cho cô hàng ngày nữa kia nọ. Thấy chàng thì trả chàng thứ này vui tánh, rồi mấy anh em trong xe lôi đó cũng thấy cũng hay chọc nó, mày giá vô cổ hoài thôi mày không giá chúng số đợi cất nhà cửa cho cha mẹ mày, thôi mày giá thẳng vô đậu cho mày trúng số cất cửa cho cha mẹ mày, mày cưới cô làm vợ đi rồi chắc cô chịu liền chứ gì, cô giúp mày trúng số liền chứ gì. Thứ này lúc đầu không dám hứa, nhưng mà mấy cái nói thách quá ông ta nói, nếu mà dám giấy mà như là cho mày trúng số mà cất nhà cái cửa cho cha mẹ ở mà cưới cô làm vợ đó, tao thua mày một chầu nhậu luôn. Sướng là tức quá lời đi trước hiểu đó đốt nhang giấy liền, nếu mà cô quyền cho tôi trúng số được 3 lần mà đủ số tiền để tôi cất nhà cái cửa cho cha mẹ ở, tôi sẽ cưới cô làm vợ. Rồi mấy kia thấy chứ dám một câu mạnh dạn chiều phải thua chậu nhậu thôi, mà thực tế linh rất linh. Rồi sau khi sứ dán về giấy câu đó thì tối đêm đó kêu liền là cũng nói bày tỏ với sứ tâm tình đàng hoàng, nói rồi cũng như người sống, nói em là quyền là thấy anh cũng rất vui vẻ và cũng để ý cũng rất thương anh, hôm nay được ăn giá như vậy, hôm nay cái hộp mà của thằng Thầu nó treo đó em đã coi rồi, mình đánh con đó là trúng, đánh con đó là trúng. Và thiệt tình sáng xứ quánh thì trúng y chân, mà lần đầu ít tiền mà. Được cái đêm sau cũng kêu nữa, cũng kêu y chân vậy, là cái hộp em đã coi rồi, anh cái hộp đó treo cái con đó, mình đánh con đó là trúng. Thì đêm thứ hai đánh cũng trúng. Thì bắt đầu đêm thứ ba thì xứ là đã có vốn trong mình rồi, đêm thứ ba quýnh một cái quyết liệt trúng rất nhiều tiền. Thì từ đó xứ có tiền dỡ cái nhà mà nhỏ nó bỏ, cất được một cái nhà lớn, nhà ngói đàng hoàng cho cha mẹ ở. Thì chàng ta cũng có ý định là sắm xe hơi để chạy đưa đò, nhưng mà nói xe hơi thì mình cũng chưa biết lái, từ lâu lâu nếu mà xảy ra tai nạn thì cái nọ thì cũng khó khăn. Thôi mình sắm chiếc xe ngựa đi, cũng có định sức xe ngựa cũng chạy xe nữa chứ không có ý định, cũng chạy xe ngựa đưa đò đỡ sức người thôi, người thay giờ là chạy xe đạp, bây giờ mua con ngựa chạy thì mình ngồi mình đánh xe ngựa cho con ngựa nó chạy, mình đánh xe ngựa thôi. Thì cũng tính toán này kia nọ, quên đi cái vụ mà hứa là cưới cái cô quyền này làm vợ. Thì cô quyền này đêm đó nhắc liền, sau khi mà thấy xứ này ổn định xong gia đình thì cô quyền nhắc liền, nó bây giờ anh gia đình anh đã ổn định xong, cuộc sống anh coi như là cha mẹ cũng đã ổn định rồi, như anh đã hứa, thì sau khi mà cất nhà cái cửa cho cha mẹ anh xong thì anh sẽ cưới em làm vợ. Sao không thấy anh nói năng gì tới cưới hỏi hết gì, thì chàng tâm sướng nằm nhớ trực lại bắt đầu sợ rồi mà nó là má mà sao cưới nó được trời. Thì ra anh xứ này không dám nói với mẹ, và cũng không dám nói với ai. Rồi đêm sau lại kêu nữa, nếu mà anh thất lời hứa với em
em sẽ giật cha mẹ anh chết, rồi chết anh chết luôn. Chứ anh đừng có nói mà anh hứa xuông với em được. Sướng sợ quá, bắt đầu nói thiệt với cha mẹ là hồi đó có hứa với cô Quyền ở cái miễu đó vậy đó. Là sau khi trúng số mà cất được nhà cửa, sẽ cưới cô làm vợ. Mà bây giờ đã lên nhà lên cửa rồi, rồi cô đến cô nhắc gì vậy? Thì cha mẹ nghĩ sao? Thì cha mẹ của xứ này thì cũng nói là thôi hứa, lỡ hứa người ta cưới thì sao bây giờ? Nhưng mà hỏi cách đám cưới phải làm sao mới được? Thì xứ bắt đầu chạy xe xuống miễu giái, nhân giái cũng đàng hoàng. Thì cũng hỏi cha mẹ rồi, cha mẹ cũng đồng ý. Bây giờ Quyền muốn hỏi làm đám cưới phải làm sao? Làm sao cái đám cưới phải tổ chức làm sao? Bây giờ đêm phải cho tôi biết để tôi làm theo ý của Quyền. Thì đêm đó xứ là nằm chiêm bao, thấy rõ cô ta lại đến chỉ là phải tổ chức ở nhà cái tiệc ăn nhậu đàng hoàng, thì cũng có nhiều mời được nhiều người, đó là ở nhà cái ngày cưới đó nha. Rồi phải may một cái áo cưới, áo dài cưới để trong cái hộp, để trên cái mâm bưng đến cái trước một ngày cưới, trước khi ngày rước dâu đó phải bưng đến để trong tại cái miếu này. Rồi cái ngày hôm sau đến ngày rước dâu đó thì phải bưng 4 mâm đồ và phải có cha mẹ đến để gọi là làm lễ rước dâu. Rước dâu giao 4 mâm đồ để tại mâm này và bưng cái áo dài mà gọi là áo cưới đó, áo dài cưới đó để lên cái mâm và bưng về nhà. Thì khi về nhà đến nhà đó thì phải vô trình với cửu Quyền, xin với cửu Quyền để cho nó vô nhà thì nó mới vô nhà được. Nó chỉ rành rẽ, thành ra xứ y làm như lời. Và cái đám rước dâu đó thì không xứ đâu dám mời ai dùng đám cưới ma, mà đâu dám mời bà con dòng họ gì, chỉ mời mấy xe lâu với mấy bạn nhậu thôi đó, đó chừng mười mấy hai chục thằng. Ở nhà thì tổ chức rồi một hai cái món nhậu gì đó, thì để một hai bàn nhậu gì đó, thì mấy xe lôi mà đi rước dâu chung mình nó cũng có 5-6 chiếc xe lôi, thì cũng có đâu một 20 thì 5-10 thằng ngồi trên xe lôi đó, rồi cũng có xe lôi ông ta chạy trước thì cũng có cha mẹ ta ngồi trên xe, rồi cũng có cái mâm đầu rước dâu này kia này, rước cái áo dài bây giờ tới nhà thì xíu phải bưng vô trình với cha mẹ, phải trình với ông bà để gọi là cái người này tên đó họ đó giờ này là vợ của xứ, thành ra phải ông bà của Quyền xin cho phép cái cô này vô nhà. Thì sau đó đem cái áo dài đó vô trong buồng của xứ, thì từ đó coi như là cái lễ cưới nó coi như xong. Lễ cưới rất đơn giản. Thì khi mà xứ mà được trúng số mà cất nhà đó, thì có thể nói chung là cái miễu đó có thể là những cái người mà có máu chơi số đó bu tập trung đó rất đông, ngày cũng như đêm lẫn quẩn để xin số. Nhưng mà cái xin số cô ta cho đây là đặc biệt, không phải là lại xin mà cô ta như những cái miễu khác hoặc là những nơi khác xin được cắt cổ gà hoặc là lập miếng giấy phun rượu rồi hiện hình trong cái miếng giấy hoặc là trên miếng viết gà này kia, không có. Nếu mà xin cái người nào có duyên cô ta thì cô ta đến báo mộng thẳng tại nhà xin số. Mà nếu cô ta cảm thấy cái người đó có duyên hợp ý với cô ta thì đêm đó cái người đó sẽ được cô ta báo mộng thẳng, chứ không phải là cho đại tràng. Mặc dầu đến có rất nhiều người cầu xin, nhưng mà thỉnh thoảng có một hai người mới có cô ta đến báo mộng được, chứ không phải là mỗi người đến xin là có. Cái cách cho số của Quyền này cũng đặc biệt hơn người ta. Và sau khi mà xứ cưới cái cô Quyền này xong thì cái tai nạn cũng như là những cái chuyện ma nhát được ở cái đó coi như là trở lại bình yên, đến bình yên. Như hơn nữa là cái kẻ đến xin số cũng rất đông, cái tấp nập, coi như cái đường này coi như kể ra cũng tấp nập, có nhiều người qua lại, đã không còn vắng vẻ hơn như ngày xưa nữa. Đã coi như cái sự mà tai nạn là cái sự ma nhát này không còn xảy ra trên đường này nữa. Nhưng mà đâu ngờ xứ sống như vậy với cô ta trong chừng khoảng cỡ một tháng thì tự nhiên xứ thấy
nhiều người thấy sự khác thường hơn lúc trước, là lúc nào cái vẻ mặt cũng buồn bã, không đi chạy xe nữa, ở nhà thỉnh thoảng nhậu rồi ngủ, nhưng mà cái sức khỏe càng ngày càng yếu chạy xuống, ốm ao xanh sao vàng vọt. Rồi cha mẹ xứ mới buồn mới hỏi là lý do sao vậy, thì xứ mới nói thiệt là cha mẹ biết không, buổi chiều con xin ăn cơm riêng là để ăn cơm với vợ con đó. Nó bắt ăn cơm riêng là để nó về ăn rồi ăn chung, hai vợ chồng ăn chung buổi chiều. Thì cha mẹ không biết có thấy không, chứ con thấy rõ ràng chiều chẳng dạng là cổ về, cổ về rồi vô vợ chồng ăn cơm, rồi cổ bưng chén đi rửa đàng hoàng, rồi vợ chồng vô ngủ, vô ngủ. Và từ đó trong phòng cũng có những tiếng cười giỡn này kia nọ, những tiếng nói chuyện xì xào này kia. Thì cha mẹ của xứ cũng nghe rất rõ ràng những tiếng xì xào cười giỡn rõ ràng theo lời nói của xứ. Thì thấy xứ càng ngày càng suy sụp, thì cha mẹ của xứ cũng rất sợ nguy hiểm. Là bởi vì từ xưa tới nay những cái chuyện mà ma với người làm vợ, làm vợ chồng thì không bao giờ được trọn vẹn. Lúc đầu như vậy, cuối cùng thì phải có những chuyện lớn lao xảy ra và có thể chết người. Nên xứ có một cái người bác hai là một cái đạo sĩ tu luyện ở trên núi Già. Thì đạo sĩ này có thể nói là rất cao thâm về pháp thuật. Nên cha của xứ đó quyết định là bây giờ phải lại nhờ một người chú của xứ đi lên núi Già để nhờ ông bác của xứ về để can thiệp vào cái vụ này mới được. Sợ xứ chết đi, để sau này không khéo thì xứ bị để nó giết chết. Thì ông chú của xứ mới lên rước bác hai của xứ về để có biện pháp can thiệp vào vụ này. Thì khi bác hai của xứ về thì cái ông đạo sĩ này ông cũng rất giỏi về pháp thuật, nhưng mà ông cũng có cái tánh thương người. Ông cũng đánh tay, ông biết đây là những cái quan hồn chết quan chết ức rồi nó siêu bạc, không nên nương tựa, không nương tựa rồi nó làm bậy bạ phá đời hai người vậy thôi, tại nó chưa siêu thoát được. Thành ra ông cũng có tính cái là cứu độ nó. Thì ông mới kêu sứ đi kiếm cho ông ba miếng gạch mới, ba miếng gạch tiểu mà gạch mới mới được nha, gạch mới về cho ông làm phép. Ông làm phép thì những cái ông thầy khác đó, thì nếu mà trục cái làm phép mà để bắt con ma bắt quỷ đó thì phải cần một người đồng lên này chứ bắt ma bắt quỷ. Còn ông đạo sĩ này thì không có, ông dùng miếng gạch để kêu sứ ngồi đó và ông làm phép làm bùa, ông vẽ bùa, ông để miếng gạch trước mặt sứ, một trước mặt sứ một miếng gạch, còn bên trước mặt không một miếng gạch. Rồi ông làm bùa làm phép gì đâu biết, ông đứng lên ngồi xuống, ông vẽ, ông quạ, ông thổi, ông làm gì đó không biết. Rồi ông thổi vô cái miếng gạch, rồi ông quạ, ông thổi, ông gì đâu biết, ông thổi miếng gạch bên đây. Rồi ông hú, ông hí, ông làm những trò pháp thuật của mình không thể diễn tả được. Làm hồi rồi ông để đi cái thổi đi miếng gạch của bên của xứ đó. Rồi ông lấy khăn đỏ ông chùm lại. Rồi cái miếng gạch mà phía bên ổng đó, để phía bên ổng ngồi đó, thì ông kêu xứ phải đem ra chung tại bạn thiên, chung trước cửa bạn thiên, xây mặt vô xây vô nhà, xây nhà. Rồi ông kêu xứ phải chở ổng xuống dưới cái miễu, mang miếng gạch đó xuống dưới miễu và đem theo cái miếng gạch còn lại dưới miễu. Tức là ba miếng gạch mà muốn gạch ổng đã chôn ngay chân bàn thông thiên của nhà rồi. Còn hai miếng gạch, một miếng gạch ổng chùm khăn đỏ, rồi còn miếng gạch chưa có gì đó, ổng lại kêu sứ chở cho ổng xuống dưới miễu. Dưới miễu. Rồi xuống ổng cũng làm bùa làm phép gì đó không biết. Nhưng ổng biết rằng đó trong cái miễu này có được ba con ma chánh và có rất nhiều con ma cũng mới đến. Ma mới đến. Ông tính bắt luôn hết vô cùng gạch để ông đem về núi cho nó tu luyện, gửi vô chùa cho tu luyện nghe kinh để cho nó không còn, nó được siêu thoát, nó không còn đi phá hại người nữa. Thì cơ con chuyện ông làm coi như là đến đó ông cũng vẽ bùa, vẽ ông bắt từ đứa ông cho nhặt vô cùng gạch đó hết rồi ông lấy khăn đỏ ông chùm lại
Còn mùa gạch thứ hai ông đem theo đó, ông cũng làm bồi làm thép gì đó, ông kêu sứ đó là chôn cục gạch này trước miễu, tức là ông ếm không cho một cái quan hồn nào gần đến cái con đường này nữa, và cái miếu này gọi là cái miếu để gọi là kỷ niệm những quan hồn đã chết vậy thôi, chứ là những quan hồn đó bị ông bắt hết rồi, ông đem về núi, ông cho gửi về chùa cho tu luyện nghe kinh để không còn đi phá hại người nữa. Và cái câu chuyện đến đây thì coi như là đối với sứ thì sứ cũng rất buồn, thì tiếp tục chạy xe lâu lại, và mỗi lần chạy xe lâu đi ngang cái miếu đó thì thường hay mua đồ để cúng giấy cái miếu, và cũng cầu siêu, xin cầu siêu cho những cái quan hồn này ở tại cái miếu này được siêu thoát, rồi cũng cầu siêu cho cô Quyền vợ lẽ ta đó cũng sớm được siêu thoát, không còn mang kiếp ma quái để đi hại người nữa. Thì con đường đó bắt đầu bình an từ đó. Và câu chuyện đó, câu chuyện mà Ma Cha Sư Đề bà Út kể đến đây xin chấm dứt. Và nếu anh chị em và các cháu nghe câu chuyện cảm thấy vui, thích thì nhớ bấm đăng ký like và có những lời phê bình để bà Út biết mà làm những video khác tốt hơn. Chào tất cả anh chị và các cháu.